Đây có hẻm 213 và bên tay trái là hẻm 212. Thẳng hẻm này mình vô chung cư luôn nè. Em xin chào các anh chị và các bạn. Chúng ta đang có mặt ở đây là đường Nguyễn Đình Chiểu, năm xưa là Phan Đình Phùng. Trước mặt chúng ta đó là cái chợ Bàn Cờ. Hành trình hôm nay chúng ta sẽ đi loanh quanh ở cái những con hẻm ở trong cái đường Bàn Cờ và cái khu vực chợ Bàn Cờ, gửi đến các anh chị và các bạn những cái hình ảnh Sài Gòn ngày nay ở khu vực này nha. Thì cũng có rất nhiều comment của chú anh chị ở những con hẻm ở trong cái khu vực Bàn Cờ này, thì sẵn tiện hôm nay em có đi công việc qua cái khu bên đây nè, rồi mình đi loanh quanh, mình rảo bước chạy vòng vòng ở khu này, rồi mình coi cái hẻm quen thuộc, rồi chúng ta sẽ đi bộ sau nha. Mình sẽ đi trực tiếp thẳng vô cái hẻm bên hông chợ nè. Đợi bớt bớt xe mình qua đường nha, chỗ này không có đèn đỏ. Chạy vòng vòng hồi sẽ ra đường Bàn Cờ hoặc là đường Nguyễn Thiện Thuật. Khu này là hẻm 51. Hẻm này là hẻm bán đồ sida rất là nhiều luôn. Giày túi sách. Với lại ba lô rồi. Rồi thẳng bên kia là hẻm hẻm Cốc Tai. Hẻm Cốc Tai đi lên đường Cao Thắng. Chúng ta sẽ vòng qua tiếp tục cái đường Bàn Cờ, đi vòng vòng vô con hẻm, những con hẻm ở khu vực này ha. Bữa có cô chú anh chị comment là hẻm 313 khu vực Bàn Cờ, đi vô chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Thì chung cư Nguyễn Thuật thì bên đường Nguyễn Thiện Thuật, chúng ta sẽ quẹo trái lên đường Nguyễn Thiện Thuật nha. Chợ Bàn Cờ buổi chiều thì rất là nhiều quán ăn, rất là nhiều đồ ăn vặt. Ngày mai là Tết mùng 5 tháng 5. Mình đi chợ là thấy bánh ú. Chợ Bàn Cờ là chùm quán ốc. Đây là 274. Cơm gà, xôi mỡ, rồi bún bò.
rất là nhiều luôn. Đây có một chiên nữa. Mình lên đây là đường Nguyễn Thiện Thuật rồi. Mình sẽ kiếm cái hẻm 313 Nguyễn Thiện Thuật. Bên đây tay trái là 183. Mình đi tới tí nữa. Ở khu này có rất là nhiều quán ăn trong chợ, đặc biệt là các quán ốc. Rất là nhiều luôn. Và bên trái mình có hẻm 213. Rồi tới hẻm 253. Có thể là 213 nha, có thể là do em nhầm ha. Tới khu này là hết rồi. Mình đi tới tí nữa là đường Điện Biên Phủ. Chúng ta sẽ hoành lại nha, hoành lại vô cái hẻm 213 để gửi anh chị và các bạn. Hôm nào thì em có dịp lang thang đi chợ rồi đi vô chung cư này chúng ta xem kỹ hơn nha. Ở đường Bàn Cờ với Nguyễn Thiện Thuật thì rất là nhiều tiệm làm nail, làm tóc á. Nhưng mà bây giờ cũng bớt rồi, do mặt bằng nó cao quá. Mình nhìn bên tay phải nha, Thánh Thất Quỳnh Đức Họ Đạo quận 3. Chung cư Nguyễn Thiện Thuật cũng là một chung cư lâu đời mà có thể nói là rất lâu ở khu vực Bàn Cờ này luôn. Nhìn bên tay phải đây có hẻm 213 và bên tay trái là hẻm 212. Thẳng hẻm này mình vô chung cư luôn nè. Mình là lô E. Còn trước mặt mình là lô D. Ở trong đây có một anh làm giày rất là nổi tiếng. Nhìn anh Tuấn thì phải anh Tuấn sửa giày. Chúng ta nhìn thấy những cái xào đồ, quần áo rất là nhiều luôn, treo trước cửa. Chung cư này rất là lớn, rất là rộng.
đi ra cái đường Nguyễn Đình Chiểu là Phan Đình Phùng ngày xưa. Đây là hẻm 611 Điện Biên Phủ, cũng thông vô tới cái chung cư Nguyễn Đình Thuật luôn. Cho mấy cái hẻm 23 thì ngắn thôi, khoảng chừng 100 mét. Không biết các anh chị các bạn nào có gặp người quen không nha, cho xin cái comment nha. Phía trước chung cư nữa. Buổi chiều mình còn bán rất là nhiều đồ ăn ở ở khu vực này. Kem ống, kem cây, kem tí, kem chuối, kem hồng, đặc biệt thơm ngon. Rồi, quẹo qua đây là lô B. Bên phải là hẻm 145. Trước mặt mình đó là anh Tuấn làm giày nổi tiếng ở khu này luôn. Chiều ở đây rất là mát. Cuối hẻm rồi, mình quẹo phải và mình đây có cái cây nước nè, cái bồn nước, có lẽ bồn nước đó cho chung cư luôn á. Chắc chúng ta đi trở ra ha. Nhìn chung thì chung cư cũng rất là cũ rồi. Rất là sụp sệ và cái trần rất là thấp. Ra hẻm này là hẻm 175. Nhìn bên kia là hẻm 174. Giờ này là mình đi lòng vòng, mình thấy ở những cái như là tiệm photo đồ đó là rất là đông bà con đứng photo. Photo đó là photo giấy giò. Ngày xưa thì không có photo á. Ngày xưa thì ghi tay. Bây giờ có máy photo rồi nên bây giờ mấy người đi bán giấy số đó họ ghi đi photo giấy giò ra rồi đi bán cho mỗi người, ai thích thì mua, ai chơi số đề thì họ mua. Một tờ giấy giò là 1.000 đồng, có thể 500 đồng, tùy theo mối hay là khách lẻ. Chúng ta ra đây là Nguyễn Đình Chiểu nè, năm xưa là Phan Đình Phùng, thẳng tới đó là Lý Thái Tổ. Như Lý Tổ ngày xưa là đường Minh Mạng thì phải, nhớ không lầm là vậy. Nếu sai các anh chị, cô chú anh chị mình comment để em được rõ ha. Trước mặt đó là nhà khách chính phủ. Nhà khách chính phủ ngày xưa đó, nhưng mà bây giờ như
để quang à, để trống à. Tiếp tục nha. À, thẳng hướng này mình sẽ đi đến cái ngã 6 Cộng Hòa nè. À, rồi ở đó có đường Phạm Viết Chánh, rồi Hồng Thập Tự năm xưa, rồi Cộng Hòa là Nguyễn Văn Cừ ngày nay. À, bên phải thì có đường Trần Phú là Nguyễn Hoàng, rồi An Hồng Vương. Và một số hình ảnh ở khu vực chợ Bàn Cờ, đi vô con hẻm 213 và cái chung cư Nguyễn Thiện Thuật, gửi đến anh chị và các bạn những hình ảnh khu chợ Bàn Cờ buổi chiều á. Thì thông qua đây hy vọng là sẽ gợi nhớ cho các anh chị và các bạn những hình ảnh về Sài Gòn xưa và nay, để chúng ta cùng nhìn lại những con phố thân quen ngày nào. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị và các bạn luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Chúng ta đi qua đây là đường Hồng Vương rồi nè.